Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Mô hình Review. Và đây đã là số thứ 50, là một số đặc biệt khác. Mình đã review và giới thiệu với các bạn về một số những mô hình Dragon Ball mà mình đã mua được. Ví dụ như là Goku and Vegeta của F4 Studio hay là Goku and Frieza của KSC Studio. Mình cũng xin để link của ba bài review này ở phía dưới phần description cho các bạn tiện theo dõi. Hôm nay thì mình cũng xin review về một mô hình khác trong Dragon Ball Z mà mình đã mua được một thời gian. Đó chính là Gotenks vs Buu của Infinity Studio với kích cỡ là 1.6 scale. Như bạn đã thấy ở đây, tuy là kích cỡ 1.6 scale nhưng mô hình này khá là to và nặng. Trước khi đi unbox về mô hình này, mình cũng xin giới thiệu với các bạn một chút về công ty Infinity Studio. Đây là một công ty đúc khá là đa dạng về các mô hình nhân vật. Họ có license của những nhân vật ở trong Marvel và DC. Họ cũng có license về cả anime, ví dụ như là Dragon Ball Z hay Naruto, One Piece, Demon Slayer hay còn gọi là Thanh Gươm Diệt Quỷ. Và vì là một công ty có trụ sở ở Trung Quốc nên họ cũng có license cho những nhân vật nổi tiếng ở Trung Quốc, ví dụ như là Lý Tiểu Long, hay họ cũng đã từng đúc những mô hình ở trong nhân vật Tam Quốc Chí. Infinity Studio cũng thuộc top những công ty đúc mô hình đẹp nhất hiện nay, với giá mô hình của họ đúc khá là đắt so với mặt bằng chung. Và đây cũng chính là mô hình đầu tiên mà mình mua của Infinity Studio. Nào, còn bây giờ không để các bạn chờ lâu nữa, hãy cùng mình unbox mở hộp mô hình Gotenks vs Buu của Infinity Studio 1.6 scale. Mô hình này có tên gọi là Gotenks vs Buu. Vậy Goten là ai? Goten là sự hợp thể của hai nhân vật. Goten là con của Goku và Trunks là con của Vegeta, nhằm tạo lên một bản thể chiến binh có sức mạnh ngang hàng với Buu. Bản hợp thể này ban đầu chỉ kéo dài khoảng 30 phút, nhưng càng về sau thì sự hợp thể kéo dài được lâu hơn và chuẩn xác hơn. Đây là mô hình mô tả trận chiến giữa Goten sau khi đã hợp thể thành công với Buu. Và đây cũng chính là mô hình thứ hai của Dragon Ball mà Infinity Studio đúc. Điểm nhấn đầu tiên khi mình nhìn vào mô hình này đó là logo rất là to và đẹp của Dragon Ball. Phía trên của logo mô tả một đám mây rất là to kèm theo những effect được tạo ra trong trận chiến của hai nhân vật này. Phần mây ở phía Goten thì có màu tím nhạt, trong khi đó ở Buu là màu tím đậm, với lý do là đòn đánh Super Ghost Kamikaze của Goten có thể tạo ra được rất nhiều con ma với khả năng bay và tự phát nổ. Phiên bản Ghost của Goten gồm có 4 con được đúc từ vật liệu trong suốt. Goten thì ở trạng thái Super Saiyan, được đúc rất là đẹp và chi tiết. Màu sắc của Buu ốm, đó là màu hồng với chiếc quần màu xám và có dây đeo hình chữ M.
Trong truyện tranh thì đây là một trận chiến rất là quyết liệt và hay, nhưng cũng khá là vui nhộn của hai nhân vật này. Đây là mô hình được bắt đầu mở bán vào đầu năm 2022, do đó chất lượng mô hình rất là cao. Các vết đúc tinh xảo và màu sắc mình nghĩ là hoàn hảo. Kích cỡ tuy là 1.6 scale, nhưng tổng thể mô hình này thì tương đối ngang với mô hình là 1.4 scale. Với số đo các chiều lần lượt là chiều cao của mô hình thì rơi vào khoảng 60cm, bề ngang của mô hình thì sẽ rơi vào khoảng 46cm và chiều sâu của mô hình sẽ rơi vào khoảng 30cm. Mô hình này nặng khoảng 15 cân và có 799 bản được đúc cho mô hình này với giá bán ở Úc là 1.400 AUD, tương đương với khoảng 23 triệu tiền Việt cho một mô hình kích cỡ là 1.6. Mình nghĩ đây là một cái giá khá là đắt. Tuy nhiên, hệ thống ánh sáng của mô hình là một điểm cộng khác cho mô hình này. Ý kiến tổng quan của mình về mô hình này đó chính là mô hình đẹp, màu sơn và các vết đúc rất là hoàn hảo. Nhân vật được khắc họa chi tiết và khá là sát với các nhân vật ở trong manga. Đây cũng là một trong những trận chiến đấu rất là quyết liệt và hay ở trong Dragon Ball. Ngoài ra thì mô hình cũng có hệ thống ánh sáng rất là đẹp. 9 trên 10 là điểm mình nghĩ cho mô hình này. Tuy nhiên mô hình này ở kích cỡ là 1.6 scale, nhưng trọng lượng của mô hình khá nặng, ngang với tượng 1.4 scale. Cộng thêm với giá thành của mô hình, mình nghĩ là không hợp lý, khá là mắc so với các mô hình có cùng kích cỡ. Và đó cũng chính là quan điểm của mình về mô hình Goten vs Buu của Infinity Studio. Hãy cho mình biết bạn nghĩ gì về mô hình này ở phần bình luận bên dưới của video này nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc và học tập vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.